Sáng ngày 23 tháng 4 tại trường tiểu học Vĩnh Khê, thị xã Đông Triều, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã tổ chức lễ sơ kết việc triển khai thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam tại Quảng Ninh. Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam GPE-VNEN là dự án về sư phạm nhằm xây dựng và nhân rộng một kiểu mô hình trường học nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của giáo dục Việt Nam. Điểm nổi bật của mô hình là đổi mới về hoạt động sư phạm và một trong những hoạt động đó là đổi mới về cách thức tổ chức lớp học. Tại Quảng Ninh, dự án GPE-VNEN được triển khai thực hiện tại 16 trường tiểu học từ năm học 2012-2013. Đông Triều có một trường tham gia, đó là trường tiểu học Mã Khuê B. Từ mô hình này, học sinh làm quen với cách học nhóm dưới sự hướng dẫn của nhóm trưởng. Đồng thời, học sinh rèn luyện nhiều hơn kỹ năng nghe, nói, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp trong cách học nhóm để hình thành thói quen trong môi trường làm việc tương tác. Ưu điểm trong học nhóm là những kiến thức khó các em có dịp trao đổi với bạn bè và mạnh dạn trao đổi vướng mắc cùng thầy cô, qua đó để các em phát huy tính độc lập, chủ động tiếp thu kiến thức và hiểu biết kiến thức trong bài học, biết thừa nhận ưu điểm của bạn, học hỏi bạn để tự hoàn thiện mình. Với sự lan tỏa từ những kết quả đạt được, năm học 2014-2015, Quảng Ninh đã có 82 trường tiểu học đăng ký nhân rộng mô hình VNEN. Được biết, dự án mô hình trường học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Toàn cầu triển khai tại hơn 1.000 trường tiểu học thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước. Mô hình này là phương thức sư phạm mới, mang tính chuyển đổi từ phương pháp giáo dục truyền thống sang phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm.